Như vậy, cách tổ chức phòng thi của các cụm liên trường đã hoàn toàn khác với những năm trước đây. Quy định cũ, nếu tổ chức thi liên trường, thí sinh sẽ được trộn chung và đánh số báo danh thứ tự ABC theo tên của thí sinh. Lý do có sự thay đổi này là nhằm đảm bảo sự chặt chẽ trong khâu coi thi. Cách trộn chung thí sinh trước đây trên thực tế đã xảy ra hiện tượng cứu thi. Đó là việc các sở giáo dục và đào tạo cố tình ghép giữa một trường chất lượng kém với trường chất lượng tốt để học sinh trường yếu có cơ hội nhìn bài học sinh trường chất lượng tốt. Việc thi liên trường còn gọi là thi theo cụm trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học được Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu triển khai từ năm 2009 nhằm tăng cường an ninh, đảm bảo chất lượng kỳ thi. Đến năm 2012, Bộ bỏ việc bắt buộc thi cụm, giao việc tổ chức thi cho các sở giáo dục và đào tạo tự quyết định. Mặc dù thi cụm không còn là quy định bắt buộc, nhưng rất nhiều địa phương vẫn tiếp tục chọn phương án thi liên trường trong kỳ thi này.